Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Yến Hoàng Trâm Thủy trở lại với quý vị với phần 4 của Thời sự Thế giới. Và trong tin tức ngày hôm nay cho thấy rằng vẫn có những người chống lại cái chuyện mà chích ngừa, trong đó kể cả các nhân viên y tế nữa. Và điểm này đã gây ngạc nhiên. Họ nói rằng cho đến giờ phút này vẫn có nhiều y tá, thậm chí bác sĩ không chích ngừa, không biết vì lý do nào. Tuy nhiên, hình ảnh quý vị đang nhìn thấy là những phụ huynh của các sinh viên từ trường đại học Indiana University, một trong những khu vực có số người bị nhiễm thấp trên toàn nước Mỹ và tử vong cũng thấp nữa, bởi vì Indiana, một quý vị, tiểu bang rất là xanh và ít người. Thì phụ huynh học sinh, sinh viên hôm nay đệ đơn kiện và có một luật sư đứng ra đại diện kiện cho các sinh viên của trường Indiana này lên tòa tối cao pháp viện. Và cái yêu cầu đó cũng không biết được có thành hiện được hay không. Trong đơn kiện họ nói rằng các vị quan tòa của tòa tối cao pháp viện làm ơn từ bây giờ tới ngày 13 tháng 8 là chỉ cần ra phán quyết thôi, không cho trường đại học này bắt buộc sinh viên chích ngừa cho đến khi vấn đề được giải quyết ở tòa kháng án. À quý vị, cái vấn đề hiện nay đó là đơn kiện này đã được lập ra từ mấy tháng trước. Và đầu tiên đó là quan tòa của tiểu bang tuyên bố no, các anh đi theo học trường này là các anh phải theo. Tòa dưới, tức là tòa liên bang á, nói rằng tòa liên bang xong tòa kháng án rồi tới tòa tối cao pháp viện, nó ba lớp như thế thôi. Thì cái tòa liên bang họ nói, tôi đọc được năm 1905, tòa tối cao pháp viện đã từng đưa ra phán quyết chicken pox, cháy rạ đậu mùa đó thưa quý vị. Tòa tối cao pháp viện nói rằng tất cả các học sinh phải chích ngừa hết, bởi vì cái tình trạng lây nhiễm ghê gớm quá. Nó không có chết người nhiều, nhưng mà bởi vì thời điểm 1905, các em bị bệnh ở nhà rồi, nó lây nhiễm nhanh không thể tưởng được. Nếu mà không chích ngừa cho một em nó đi vào học là nguyên cái lớp nó bị hết. Quý vị biết cái bệnh cháy dạ đậu mùa vân vân. Thì năm 1905 tòa tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết trong cái thời gian đại dịch cháy dạ và đậu mùa đó. Thì ngày hôm nay quan tòa liên bang tuyên bố dựa trên phán quyết của tòa tối cao pháp viện năm 1905, tòa nói các anh phải tuân thủ. Thì ngay lập tức luật sư đại diện cho các học sinh của Indiana University đó kiện lên tòa kháng án. Nhưng mà tòa kháng án chưa có thụ lý hồ sơ, nhưng mà họ có nhiều cái chuyện khác nữa phải lo trong lúc này. Thì đến ngày 13 tháng 8 là hạn chót để các sinh viên của trường này nộp, còn có mấy ngày nữa thôi, tuần tới rồi, thứ sáu tuần tới là 13 tháng 8. Thì các sinh viên này sợ quá, nói rằng nếu mà không chứng minh là chích ngừa đó thì không được ghi danh vào lớp học và không được đi học cái mùa tới. Cho nên ông luật sư này hôm nay nói rằng làm ơn, bởi vì muốn ngăn chặn cái phán quyết của tòa kháng án thì đầu tiên là cứ để cho các em này ghi danh, được quyền ghi danh mà chưa cần phải cung cấp giấy chứng nhận chích ngừa. Thì ông luật sư hy vọng là tòa tối cao pháp viện sẽ đồng ý, và hy vọng là tòa kháng án sẽ chống lại phán quyết của tòa liên bang. Tuy nhiên các chuyên gia về pháp lý họ nói khó lắm, dựa trên cái phán quyết của tòa tối cao pháp viện 1905 thì tòa tối cao pháp viện cũng sẽ không có thụ lý cái hồ sơ của đơn kiện này. Thì từ bây giờ đến thứ sáu tuần tới, luật sư hy vọng thôi là tòa tối cao pháp viện sẽ ra phán quyết tạm trì hoãn cái việc mà buộc
trường Đại học Indiana bắt học sinh chích ngừa, nhưng mà có nhiều cơ may là tòa tối cao pháp viện nói không, các anh chịu khó chờ cái tòa kháng án phán quyết đi, đúng chứ còn chúng tôi không có thụ lý, rồi chúng tôi chỉ thụ lý một khi tòa kháng án đã đưa ra phán quyết. Tòa kháng án chưa đưa ra phán quyết gì hết mà các anh còn muốn chúng tôi làm gì bây giờ? Vâng, thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Hoa Kỳ, gọi tắt là CPSC, cho biết là họ kêu gọi tất cả những người nào mà đã từng mua cái loại máy hút ẩm của cái công ty gọi là New White Tech đó, thì hãy nhanh chóng trả lại những cái máy này, bởi vì 2 triệu máy hút ẩm do cái công ty này sản xuất ra dưới rất nhiều những cái tên khác nhau mà được bán nhiều ở trong Walmart, Costco với Lowe's đó, thưa quý vị, đã chính thức bị CPSC ra lệnh thu hồi, bởi vì cái loại máy hút ẩm này trong khi xài đó là có thể bị overheat bởi vì những cái malfunction ở bên trong gây ra những cái vụ mà cháy nổ. Thì đây là rất nhiều model thưa quý vị, đây là chỉ một trong những cái hình ảnh mà phía CPSC họ đưa ra mà thôi. Thì được biết là cái loại máy hút ẩm của cái công ty New White Tech này đó được bán trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2009 cho đến tháng 8 năm 2017. Thì trong những cái năm đó đã có tổng cộng 107 cái trường hợp là người tiêu dùng đó họ xài cái máy này ở trong nhà. Có những trường hợp là xài được một vài tháng hoặc là một vài năm. Thì cái máy nó bị overheat thưa quý vị, và nhiều khi họ để, họ không có mặt ở trong cái phòng đó đó, thì nó bị chập mạch và nó bị cháy. Thì 107 cái vụ này đó đã khiến cho những cái căn nhà này bị cháy và cái thiệt hại về tài sản lên đến 17 triệu Mỹ Kim. Cho nên là bây giờ CPSP đã yêu cầu cái công ty này phải thu hồi tất cả. Thì đây, bởi vì New White Tech đó là cái công ty mẹ, nhưng mà khi mà họ sản xuất ra những cái máy hút ẩm này đó, họ lại để dưới những cái tên của những công ty con, cho nên là quý vị phải đi tìm cái sticker ở đằng sau cái máy đó, thì đây là những cái hiệu mà chính thức bị CPSP họ thu hồi, những cái hiệu rất là quen thuộc, chẳng hạn như là Honeywell nè, rồi Whirlpool nè, rồi Danby Higher, những cái hiệu này hình như là có thấy bán ở trong Costco thưa quý vị, và người Việt Nam mình cũng hay mua ở những cái hiệu này ở trong Costco, thì quý vị nên nhìn kỹ, nếu như mà có mua đó thì nên trả lại. Cái công ty New White Tech đó, họ có để cái website mà click vào cái vụ mà bị recall đó, thì họ sẽ chỉ dẫn cái phương thức mà liên lạc cho họ, họ sẽ cho người đến lấy cái máy đi và đền bù tiền lại cho quý vị. Tin tức sáng ngày hôm nay ở tại phi trường LAX để cho thấy cái sự thiếu kiến thức nó làm phiền người ta vô cùng, mà chúng tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Một tài xế limousine phải như một người bình thường lần đầu tiên đến phi trường không biết gì hết, mà thậm chí một cái người ra phi trường để mà đón khách hàng hoặc là bạn bè hoặc là quý vị đi ra ngoài đó để đưa người đi phi trường nữa. Cái chuyện này chúng ta biết rõ là không có đậu mà lâu quá được. Quý vị có thể ngừng lại rồi ngay lập tức, chỉ trong vòng một phút thôi, không có hơn nữa. Và điểm đáng chú ý đó, quý vị thấy đó, khi quý vị đậu vào bên lề đó, chỗ mà LAX đó, ngay lập tức là có cảnh sát đi tới, họ nhìn mình xong rồi họ tới xong họ yêu cầu. May mắn lắm thì quý vị đậu được vài phút, nhưng mà sau đó cái người kia đi xong quay trở lại mà thấy quý vị vẫn còn đậu đó là họ yêu cầu mình phải đi. Đi một vòng rồi quay trở lại rất là phiền, bởi vì cái tình trạng từ ngày 911 đến giờ không cho phép đậu nữa. Ấy vậy một tài xế limousine không biết điều này, không biết tại sao nữa. Ông đến phi trường LAX vào sáng ngày hôm nay chắc từ 5 giờ tới 6 giờ. Đậu chiếc xe, rồi nhân viên cảnh sát của phi trường đến bất ngờ thì không thấy tài xế bên trong. Mà thấy chiếc xe này đậu có mấy phút đồng hồ, hơi lâu đó. Thế là họ hoảng lên. Rồi không biết vì lý do nào cảnh sát lại nghe có bom. Oh man. Thế thì quý vị có thể tưởng tượng đó, nguyên cái khu vực Terminal 5, cái cổng ra vào số 5 bị chặn lại và yêu cầu tất cả không có được ra vào cái cổng số 5 này. Mà khi một cổng bị chặn lại thì những cái cổng kia
tìm cách để băng qua cái cổng 5 để đến cổng số 6, số 7 đó thưa quý vị, đâu có vào được đâu. Thì quý vị nhìn thấy hàng trăm người đã xếp hàng ở ngoài để chờ đợi. Hậu quả chuyện gì xảy ra quý vị biết sao không? Cái người tài xế nói, tôi tưởng đậu ở đấy ok, bởi vì cái người hành khách mà tôi đón nó nói rằng anh cứ đậu đi không sao đâu. Thế thì ổng vào bên trong phi trường để ổng giúp cho cái người hành khách đó lấy vali. Ổng vô trong cái chỗ mà lấy vali, ổng đứng ổng chờ chung với hành khách luôn. Tại vì cái người hành khách nói tôi vali nhiều quá cho nên anh phải giúp tôi. Không sao đâu, đậu vài phút không có nghĩa lý gì hết. Có ngay mà. Không ngờ nó hơn. Và hậu quả thưa quý vị, hành khách, tài xế limousine không có xe về luôn. Cảnh sát thâu chiếc xe luôn. Bắt tài xế đóng phạt, công ty đóng phạt, chiếc xe bị thâu. Chỉ vì ông không biết gì hết. Lẽ ra ông phải nói với hành khách xin lỗi, tôi không thể giúp bà được. Bà chịu khó, có ai đó ra đi. Chứ còn bây giờ chiếc xe này không có được đậu ở đây lâu nữa, thưa quý vị. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả. Mời quý vị giữ nguyên làn sóng này để tiếp tục theo dõi các chương trình thường lệ của Little Saigon TV. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com theo dõi phần livestream đọc các bản tin ngày hôm nay. Nếu vào Facebook, YouTube nhớ nhấn nút subscribe và nút like quý vị nhé. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.